Chào các bạn, tôi là Hải Duy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Hazu Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới các bạn bộ sản phẩm massage trị liệu chuyên sâu Khang Kiện Xuân. Bộ sản phẩm Khang Kiện Xuân được đóng gói cho 10 lần sử dụng. Trong mỗi bộ sản phẩm Khang Kiện Xuân đều gồm có 4 sản phẩm nhỏ, bao gồm có 10 chai nguyên tố khai huyệt, 1 chai rượu thuốc, 1 chai dầu massage trị liệu chuyên sâu và 10 gói thảo dược bổ sung năng lượng. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tố khai huyệt. Trong một hộp Khang Kiện Xuân có 10 chai nguyên tố khai huyệt, có dung tích là 5ml. Mỗi chai nguyên tố khai huyệt sẽ được sử dụng cho một lần chăm sóc. Nguyên tố khai huyệt thành phần gồm có chiết xuất của các loại thảo dược quý như đương quy, hồng hoa và một số các loại tinh dầu, sẽ có tác dụng giúp thông kinh, hoạt lạc và hóa ứ huyết, được kỹ thuật viên sử dụng khi khai mở huyệt đạo cho khách hàng. Tiếp theo là chai rượu thuốc. Một chai rượu thuốc có dung tích là 50ml được sử dụng cho 10 lần, nghĩa là mỗi lần chúng ta sẽ sử dụng 5ml. Rượu thuốc trị liệu thành phần gồm có đương quy, hồng hoa và một số các loại thảo dược mang tính ấm, ví dụ như can khương, quế chi, thiên niên kiện, có tác dụng giúp khu phong tán hàn, làm ấm kinh lạc và trị đau nhức xương khớp. Rượu thuốc trị liệu sẽ được kỹ thuật viên sử dụng để làm nóng mạch đốc, mạch nhâm và bàn chân trong quá trình massage trị liệu cho khách hàng. Tiếp theo là dầu massage trị liệu chuyên sâu. Dầu massage trị liệu chuyên sâu sẽ được sử dụng kết hợp với nguyên tố khai huyệt để sử dụng trong các thao tác massage trong bài massage trị liệu chuyên sâu cho khách hàng. Dầu massage trị liệu chuyên sâu thì thành phần gồm có 100% tinh dầu thiên nhiên, có tác dụng đầu tiên là giúp làm ấm kinh lạc, lưu thông khí huyết. Tác dụng thứ hai là giúp giãn cơ, cải thiện tình trạng đau mỏi cơ xương khớp. Tác dụng thứ ba là giúp kháng khuẩn trên da cho khách hàng. Tác dụng thứ tư là giúp thư giãn, ngủ ngon, giảm căng thẳng, stress. Và tác dụng thứ năm là giúp dưỡng da, giúp da mềm mượt và chống lão hóa. Cuối cùng là sản phẩm thảo dược bổ sung năng lượng. Sản phẩm thảo dược bổ sung năng lượng có dạng bột sẽ được kỹ thuật viên sử dụng để đắp lên vùng sưng đau cho khách hàng. Sản phẩm thảo dược bổ sung năng lượng thành phần cũng bao gồm có đương quy, hồng hoa, đào nhân và một số các thành phần thảo dược bí truyền khác. Có tác dụng giúp hóa ứ huyết, giảm sưng đau, làm ấm sâu kinh lạc, cải thiện tình trạng bị đau nhức xương khớp và giúp bổ sung năng lượng cho khách hàng. Đối với bộ sản phẩm Khang Kiện Xuân thì nguyên tố khai huyệt, rượu thuốc và dầu massage trị liệu chuyên sâu sẽ được kỹ thuật viên đặt ở trong tủ hấp khăn trước ít nhất là 5 phút để giúp các cái sản phẩm này sẽ được ấm lên trước khi chúng ta chăm sóc cho khách hàng. Còn thảo dược bổ sung năng lượng thì sẽ được pha với nước nóng để đắp lên vùng sưng đau và chúng ta cần lưu ý là sẽ không đắp lên các vùng có niêm mạc mỏng, vết thương hở. Trên đây tôi vừa giới thiệu tới các bạn về thành phần và tác dụng của bộ sản phẩm Khang Kiện Xuân được sử dụng trong tất cả các bài massage trị liệu chuyên sâu. Đây là bộ sản phẩm độc quyền của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm của Hazu Việt Nam. Chi tiết các bạn vui lòng liên hệ theo thông tin số điện thoại và địa chỉ ở trên màn hình. Cảm ơn các bạn.